nên một số ra nhánh thì nó cũng gãy và nó cũng bị mất sức, những mùa trước là không biết cách chăm nên nó cũng bị mất sức nha bà con nha. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Hiện tại bây giờ Oanh cùng với anh Hùng đang đi đứng tại cái vườn sầu riêng ri 6. Lần trước thì Oanh cũng có quay quý bà con chúng ta xem là Oanh bắt đầu tiến hành vào những cái vườn này để xử lý sầu riêng nghịch vụ cho gia chủ, và vì gia chủ cũng nhiều năm rồi không có đạt được hiệu quả và cũng mới mua lại miếng đất này nên thành ra cũng chưa có đi được đúng cái bài bản lắm, và muốn nhờ siêu thị cây giống Willow Farm vào để mà hỗ trợ làm sầu riêng, không phải là nghịch vụ mà làm sầu riêng thuận vụ. Nhưng mà năm nay thì cái tiết cũng khá là cam go bà con, tại bây giờ trời đang rất là nắng nóng, phải mặc luôn cả cái áo khoác vào, mà cũng kiểu như nóng nó hừng hực á bà con, nên là rất là nóng luôn. Đây thì Oanh cũng xin phép được quay lại, này cũng là vườn sầu riêng rất là cổ kính rồi, nói chung ăn cũng khá là lâu năm rồi, và khi đó thì cây cũng đang suy, và hầu như các cái vườn sầu riêng ở trong khu vực này năm nay đều bị rụng hết trái, rụng hết bông, rụng hết trái, không ra bông thì nhiều nhưng đậu thì rất là ít. Vườn sầu riêng ri 6 này của gia chủ thì cũng đạt được cái tỷ lệ tầm khoảng 70% so với dự kiến nha bà con. Tại vì là thứ nhất là tiếp nhận trễ, và cái thứ hai nữa là bà con thấy là năm nay cấp tiết nó không có được tốt cho lắm. Làm cái gì thuộc về tự nhiên thì nó cũng hay bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết. Cái tiết đây gọi là thời tiết nha bà con nha. Cái sầu riêng này thì thực sự ra cũng đã rất là già cỗi rồi. Và khi mà xử lý được như vậy so với kinh nghiệm của Oanh thì Oanh thấy khá là đạt. Đây là sầu riêng ri 6, để Oanh kéo cái cây cho nó gần chút xíu nữa bà con chúng ta dễ thấy. Bà con thấy trái hầu hết là các trái tròn. Và khu vực này thì cũng chia sẻ với quý bà con chúng ta là khá là gần với sông nên gió rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì sầu riêng ri 6 cũng đang khá là có giá nên gia chủ cũng khá là vui, khá là ấm lòng. Tại vì năm nay là những cái vườn khác thì hầu như là bị gió rụng hết rồi bà con, nên sầu riêng ri 6 và sầu riêng Thái năm nay khá là có giá so với mọi năm vào thời điểm thuận vụ nha bà con nha. Nên là chúc mừng những quý bà con nào đang còn trái sầu riêng đó, ở trên này còn lũ khủ ở trên nè bà con nè. Đây là vườn xưa, vườn cũ nên là bà con thấy nó không có đẹp giống như những cái video của các anh em khác quay nha bà con nha. Vườn xưa, vườn cũ ở miền Tây nên nó không có đẹp giống như các cái vườn khác. Tuy nhiên đây là thành quả nha bà con, đây là thành quả và đã được tất cả các anh em, các cô chú bác ở gần đây, xung quanh đây, những cái cô chú bác mà có kinh nghiệm làm vườn khá là lâu công nhận rằng làm rất là đạt và rất là ok. Và từ đó thì siêu thị cây giống Willow Farm cũng nhận được cái sự ưu ái thương mến của quý bà con chúng ta là mời đến để xử lý những cái vườn khác. Thì đây là đang cái giai đoạn mà đi kali hữu cơ vào để lên màu, tạo độ ngọt cho trái sầu riêng của chúng ta. Sầu riêng này thì hầu hết là đều tròn, rất ít trái sầu riêng bao tử. Vườn này ít sầu riêng bao tử hả anh Hùng? Mình tuyển hết hay là mình nó không bị anh? Có số ít rồi. Số ít nè. Và đặc biệt là không có sầu riêng heo mà con ha, không bắt được con heo nào hết nha. Đặc biệt là không bắt được con heo nào hết. Đó. Để quanh đi vòng vòng với quý bà con chúng ta cùng xem nhé bà con. Cây này thì khá là to. Cơm ở đó đi con. Để chị cơm ha. Cơm, bước qua đây. Nam mô Di Đà Phật, đi cầu đừng té. Cớm đừng chạy theo chị là đầu cầu là té nghe cớm nha ơi. Cớm ở đây con. Đây, để quay gần gần cho bà con chúng ta xem ha. Có một ít trái bị xương thôi. Đó, nó qua tới rồi nè. Thấy thương dữ lắm. Đi đây. Không, mời quý bà con chúng ta theo chân quanh nha. Đây sử dụng dinh dưỡng những hạn như là cái xô nuôi trái, 10 lít. Rồi kali hữu cơ, siêu canh si bo ngay từ lúc mới tạo bông. Bà con nhìn xa xa đó, toàn bộ là những cái đó nó đều tròn hết nha bà con nha. Trái rất là tròn, rất là tròn, rất là ok đó. Trái rất là tròn nha, trái chùm rất là nhiều. Không có trái nào heo hết nha bà con nha. Ở trên này nữa nè. Bên này còn nhiều lắm, để quanh anh ngước lên hồng quanh cũng mỏi cổ luôn á. Đây, ở xa xa đằng kia bà con thấy, mới thấy không ta? Hơi xa ha. Đó, nhiều
Rồi, nếu anh tiến lại gần đây một chút xíu nữa để quý bà con chúng ta cùng nhau thưởng lãm. Sầu riêng này bà con nhìn cái gốc này thì biết không phải là sầu riêng tơ rồi, nên một số ra nhánh thì nó cũng gãy và nó cũng bị mất sức những mùa trước là không biết cách chăm. Nên nó cũng bị mất sức nha bà con nha. Bà con nhìn thấy trái sầu riêng thấy cưng đây chưa? Đây. Đó. Rất là dễ thương. Đây nữa nè. Đây. Chắc hình đi hướng này hình như nghịch xã đúng không? Quay ngược lại nha bà con nha. Đây. Đây. Đó. Trời ơi, nhìn thấy này là thấy tiền á. Nhìn thấy này là thấy tiền. Vườn này chắc thu cũng được mấy trăm triệu á bà con. Vườn này chắc thu cũng được mấy trăm triệu. Chắc cũng được 500. Tại giá đang có giá mà. Cây bên kia cũng ấy nè. Cây này là gia chủ xác định là làm rồi bỏ nha bà con nha. Nên là nó cũng hơi sao sát một tí. Hơi sao sát tí. Đó. Đi con, đi con. Đi. Về quê miền Tây á bà con được cái là núng nuôi chó hay nuôi mèo gì đó thì đều được. Tại vì đất cũng khá là rộng rãi, đi vệ sinh cho tụi nhỏ nó cũng dễ. Nên là quanh rất là thích. Rất thích là về quê là như vậy. Trái trên cây này cũng khá là nhiều nha. Nước lên nước xuống rồi mở cổ quá. Qua cầu nha bà con. Ý. Cũng hơi hồi hộp ha. Đi qua cái clip bên này. Hôm trước cái vườn này cũng cao không à. Rồi quanh cùng với mọi người mới quyết định là phải triệt cao đi. Nếu muốn ăn sầu riêng thì bạn phải triệt cao đi. Một số các anh em bắt đầu thuê một số các anh em qua để mà xử lý cao. Cây bên kia không biết gia chủ ăn sao mà chết hết trơn nhánh. Còn lại được có một nhánh này. Nên quanh nóng của bà con chúng ta, khi mà con chúng ta mua cây sầu riêng giống á, chúng ta đừng tiết kiệm tiền. Đây bà con thấy không? Được cái chùm này. Phải chọi chống lại dữ lắm nè, gió lắm. Đó, được chùm đó là cũng được khá khá rồi. Bà con coi ăn sầu riêng làm sao mà chết nhánh hết trơn. Đồng ý là ăn sầu riêng có thể là quá sức thì nó có thể chết. Nhưng mà gia chủ cũ thì chết dữ quá. Đó. Lũng lặng lũng lặng luôn rồi nghe. Bên này nữa nè. Đi ra đây ha. Xử lý sầu riêng á bà con thì nó cũng phụ thuộc vào cái tiết khá là nhiều. Cái ở miền Tây năm nay thì nó gặp gió. Gió lớn lắm nha bà con nha. Vườn này là hôm trước con quay là có vườn cau. Có vườn cau nên chắc là bà con chúng ta cũng dễ nhớ. Chống chổi lại dữ lắm bà con. Cớm ơi. Gió quá, nghe mới rụng cái bên kia. Rồi, cảm ơn quý bà con chúng ta rất là quanh cũng quay lại công việc của mình. Hôm nay thì đang đi để xem có cần thêm thế lộ trình là bón thêm phân. Mời quý bà con chúng ta sẽ đón xem cái video mà thu hoạch cái trái sầu riêng ri sáo ở vườn này và để coi bán giá được cao không nha bà con nhé. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.